Vùng Cao Food xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay Vùng Cao Food đi làm tiện thể đi ra suối chơi cùng với mấy anh em. Hôm nay mấy anh em rủ nhau đi suối chơi, đi ra suối chơi. Với hôm nay là anh em tới ăn món gì đây? Chắc là không biết anh em đi bắn cá không biết có được không? Đi bắn cá suối với cả làm món gà nướng tại bờ suối. Que này có to quá không? À? Cái que này có to quá không? Bé thì tí là cháy đi. Ủa này suối trong nhỉ? Suối này nó trong. Trong đó luôn, tí lặt xuống để mà bắt cá với bắt tôm, bắt ốc là nhìn thấy rõ mà. Cái súng cao su kia ở đâu nhỉ? Bên kia à? Súng kia anh cầm mà. Hai đang xiên con này. Ừ, đang xiên cà rồi. Bây giờ đang chuẩn bị cái hang này chắc sâu lắm anh nhỉ. Chú cầm hộ anh cái này để anh lặt vào trong hang này. Đâu, nó đi đâu? Cái cháy đi đấy.
quá. Không có kính, nên mà kính họ đấy. Có kính mắt kia thì đặng. Đủ hăng cả nó hay sao đấy. Bên bên kia hang to hơn à? Ừ. Thì anh cứ lặn bắn là hang bên này trước đi. Phải lấy hơi dài cơ, không kịp bắn nó vợ tít trong. Đấy. Chép suối đấy nha. Ôi giời, tuyệt vời luôn. Cứu lên đây hộ đi. Mẹ mẹ mẹ. Lấy cả cả đây ra xong là mới ra thôi. Ôi giời, tuyệt vời, chép suối. Lấy hơi dài thì đấy, mình lặn xuống. Đúng rồi, lặn cái này phải lấy hơi dài thì mới mới bắn được. Súng cao su bắn cá. Bắt đầu. Cá này nhiều, cá chép thế, chép suối. Nước rất trong. Trời ơi, to thế, tuyệt vời. Thái ơi, Thái ra đỡ cá đi chú. Thái ơi, cá to lắm, chép suối to lắm. Ôi, từ 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 nó em cầm, em cầm mà cái này lên từ từ đã. Từ từ em cầm cái này, nhấc lên rồi này. Úi trời ơi, con này được tầm cân thôi à. Con này là tuyệt quá, tuyệt vời này. Chép suối đây, ra đi để lấy súng nữa đi. Từ từ. Trời ơi. Đưa ra đi, tuyệt vời chưa? Tuyệt vời chưa? Úi trời ơi, chép suối. Tuyệt vời. Chú bỏ hẳn lên trên này đi, tí nó lại rơi xuống bây giờ. Ôi. Tuyệt vời quá. Con này thì thôi rồi, con này làm gỏi được ấy nhỉ? Được đấy. Ở xa nhà thế này mình xa nhà thế này thì có gì ăn thế thôi. Nướng thôi. Nướng à? Ừ, nướng. Trong là cho mì, cho muối bóp. Đây các bạn ơi. Xiên thôi. Cá suối. Cá suối quá ngon, tuyệt vời. Mỗi con tầm cầm mốt cân 1 cân 2. Nước này sao nó lạnh thế? Lạnh chứ anh, sao không lạnh? Quá lạnh luôn.
Anh sưởi ấm một tí đấy, anh sưởi ấm một tí đấy, anh đứng sưởi ấm một tí đi. Tí nó lạnh rồi. Tí xuống bắn tiếp. Từ từ. Nắng ra mới xuống được, không bây giờ không xuống được đâu. Đây 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 xem nào. Để em xem cái bắn cái nào. Cái này bắn là chỉ có một tên thôi gì? Một tên thôi. Chế bằng cao su đúng không? Chế cao su thôi mà. Có cái gì ấy đây mà cái này. Tuyệt vời đấy. Gà nướng. Mày kiếm một cây ấy đấy, cái kính lặt đấy. Gà đồi nướng. Cá suối. Cái này thì quá tuyệt vời rồi. Cái này mà không phải xa nhà, con này làm gỏi là ăn ngon đấy anh nhỉ. Nhưng mà xa nhà quá giờ. Úi giời. Nhìn vây nó đỏ âu nhỉ. Thấy chưa? Nhìn đuôi nó này, đỏ âu chưa? Đây chú làm cái gì nữa? Để xiên nướng. Xiên cá này á? Ừ. Con này mà xiên để chấm muối ớt luôn rồi nhỉ? Ăn cho nó dân dã thôi. Nhưng mà phải hai ấy chứ, hai một cây này nó sẽ ra xa ấy chứ. Hả? Làm hai đoạn ra chứ. Một cây là một con thôi. Đấy, một cây một con thôi. Bao giờ? Nướng cả quýt luôn, không phải đâu. Mang đi rửa. Con này không phải ấy đâu anh ơi. Cho nướng không phải là lấy lòng chứ là ăn cả lòng luôn đúng không? Ăn cả cứt chứ, mổ cứt ra làm gì để đưa thế này để nó ngấm ấy thôi, ngấm mì muối thôi. Ừ. Hôm nay thưởng cho anh có 5 chén. Bây giờ già đấy, không lặn được như thường niên trước thì lặn hơi nó dài. À. Con này vẫn còn chết chết. Mấy chén nào? Lá tỏi đâu? Lá tỏi. Không tỏi đâu. Lấy lá. Cầm một chén ớt. Gia vị này ướp cái gì đây? Mật khén này, ớt khô, mì chính, đang là tỏi. Ờ, tỏi. Đặt thêm một cây nữa. Cái này được đấy kìa. Hôm nay trời mưa nên là thủy nó không khô lắm đó. Đúng rồi. Còn đéo chết. Úi giời, úi giời. Nhìn nó khỏe nha. Chặt lấy cái lá cơ kìa. Lá gì anh? Lá, lá ăn với cá nướng đấy. Ở kia đây. Ừ, tí nữa. Mùa này là cá nó mùa này nè. Trứng nó sắp đẻ đấy, cá suối ấy. Và cứ tháng 3, tháng 4 là
phải chảy máu ăn. Cá này mùa đây có trứng không anh? Mùa này là mùa để đấy, mùa trứng đấy. Mùa để trứng cái gì? Đúng rồi. Nhìn nó một lúc béo đủ nhỉ? Nó đi là nó đi hàng đàn luôn, là gì? Nó để mà. Hôm nay trời mưa một tí nhưng mà nắng ra được nhỉ. Suối này nhiều cá phết nhỉ. Quá sạch luôn. Thế con này định làm kiểu gì này? Cũng nướng tiếp là gì? Nướng thôi. Nước là hai con là gì? Suối ở rừng thế này lấy xong rau ra mẹ. À được đấy. Lá này cái ghém. Lá này ghém đúng không? Lá sung. Sung bằng tuyệt vời, tuyệt vời. Lá kia ngon hơn. Lá này, lá kia là kia này, chát cái. Thôi ăn lá sung này là tốt rồi. Không bằng lá kia đâu. Lá kia là người ta phải. Có khen phải như thế này không? Đấy, khen phải. Này chắc không? Ngon thế này. Mang về cho vợ con ăn một chút chứ. Lúc nãy đâu đây nhỉ? Ở trong túi đấy anh. Tí để cắn thôi. Mấy quả thôi, tí để ăn cắn kiến thôi. Để mình cho anh không phủi mình có đủ không? Hôm nay là rủ chú mẹo đi mà chú mẹo mà không đi thì làm gì mà không được ăn cá ngon rồi. Rồi hôm qua gọi điện mà còn say rượu này. Ôi sợ ơi, đây các bạn ơi. Tuyệt vời chưa? Cá suối, gà nướng. Gà rừng nướng. Vàng ươm này. Tuyệt vời thế nhỉ? Qua xe còn cái nguồn bên kia nó tại ấy, nguồn nó gần đấy luôn. Đây anh em ơi, chuyến lợi phẩm hôm nay cá suối đây. Tuyệt vời chưa? Lấy quyền này, lá này, lá tỏi này cho vào trong nó. Kém. Ăn đi. Rượu mất ngon. Tí nữa mang rượu, nó mang rượu xuống được. Đợi rượu một tí, cái này mà không có rượu thì buồn lắm. Vào tháng 3 là cả đẻ ác đấy. Đây ok, xong chưa? Năm nay kiểu hoa ban kia ấy nhỉ. Mỗi năm Tết trong là hoa ban rồi. Đây anh em uống đây. Mời. Rồi. Rồi chúc mừng nhá. Ngồi có chứ. Chúc mừng chuyến đợi phẩm ngày hôm nay nhá. Xin mời tất cả anh em nhá. Nóng quá nó cháy. Ôi dồi. Ớt cũng lấy đâu nhỉ? Ớt có hay đấy hết rồi anh. Ôi, ít tuyệt vời, tuyệt vời. Xin mời nhá, xin mời nhá. Không đủ. Mời tất cả anh em nhá. Thôi quý không ăn ớt nữa.